Như vậy là từ ngày hôm nay thì không khí lạnh đã bao trùm toàn bộ miền Bắc và khu vực Bắc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 cho đến 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến là từ 11 cho đến 14 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 11 đến 17 độ. Dự báo từ ngày mai 17 tháng 1 thì miền Bắc vẫn rét đậm nhưng trời sẽ hưởng nắng, từ ngày 19 tháng 1 nền nhiệt bắt đầu tăng nhẹ, trời hưởng nắng cho đến giáp Tết. Với các tỉnh miền Trung, mưa rông còn kéo dài ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi cho đến hết ngày 18 tháng 1. Các tỉnh Hà Tĩnh Thừa Thiên Huế trời rét kéo dài. Đà Nẵng, Quảng Ngãi trời xe lạnh nhiều ngày. Tây Nguyên trong những ngày tới trời có nắng, đêm có mưa vài nơi với gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Còn Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thưa bà con, tình hình thời tiết hiện tại và trong thời gian tới được dự báo là thuận lợi cho các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng chính sẽ tiếp tục phát sinh và có nguy cơ gây hại nặng trong dịp Tết, nhất là dày nâu, dày lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lùn, bệnh lùn xoắn lá hại lúa, sâu keo mùa thu hại ngô, bọ xít mũi và bệnh thán thư hại điều, bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu, phytophthora hại sầu riêng. Để bảo vệ tốt sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2022-2023, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ sẽ cần phải triển khai đồng loạt các biện pháp diệt chuột trong thời gian đổ ải, làm đất vụ đông xuân, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, theo dõi nguồn sâu chuyển vụ, thực hiện tốt công tác quản lý dây lưng trắng, bệnh lùn sọc đen trên mạ và lúa mới gieo cấy, theo quy trình kỹ thuật của Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành.

khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết thuận lợi cho bệnh đạo ôn hại lúa phát sinh phát triển và có khả năng gây hại diện rộng trên thời gian tới, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa đông xuân trà sớm. Ngoài ra thì tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ có đợt dày cám nở trên lúa đông xuân ngay trong dịp Tết Nguyên đán. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, dày nâu và dày lưng trắng tiếp tục tích lũy gia tăng gây hại lúa đông xuân giai đoạn đẻ cánh, đứng cái làm đồng. Ốc bươu vàng lây lan theo nguồn nước và gây hại lúa giai đoạn xạ mạ. Do vậy mà cần phải tập trung theo dõi, phát hiện và chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn, dày nâu, dày lưng trắng, ốc bươu vàng hại lúa. Còn đối với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, cần phải nắm chắc tình hình sản xuất thực tế ở địa phương và theo dõi sát diễn biến thời tiết và sự phát sinh của các sinh vật gây hại để chủ động trong chỉ đạo bảo vệ sản xuất cần chú ý một số đối tượng sinh vật gây hại trên các loại cây trồng chính như là trên lúa thì có bệnh đạo ôn, chuột, ốc bơ vàng, bệnh thán thư và bọ xít mũi gây hại trên cây điều, bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hổ tiêu, bệnh phytophthora hại dầu riêng và sâu keo mùa thu hại ngô và lưu ý là ở trà ngô 3 đến 9 lá cũng như là xoái nõn.